như thế nào? Chúng em xin được kính chào 6 vị huấn luyện viên cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Linh ạ. Em là Lê Tiến ạ. Lê Linh và Lê Tiến. Em là Lê Linh ạ. Lê Linh. Vâng. Còn em là Lê Tiến ạ. À, anh em à? À, dạ không ạ. Chúng tôi là một cặp đôi không giống như là bao cặp đôi khác. Chúng tôi có một cuộc sống khá khép kín, khá khác biệt với mọi người xung quanh. Chúng tôi đã tìm đến một không gian không ồn ào, không náo nhiệt. Ở đó cách xa trung tâm thành phố, chúng tôi có thể dành trọn thời gian để chăm sóc cho nhau, chia sẻ với nhau niềm đam mê âm nhạc và khiêu vũ với nhau mỗi ngày. Hàng ngày tôi vượt qua 30 cây số để lên Hà Nội để đàn piano. Còn Linh thì ở nhà tập trung hoàn toàn thời gian cho công việc sáng tác, viết lách. Trong suốt 6 năm qua, chúng tôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên và êm đềm như thế. Cả hai anh em đều có một niềm đam mê âm nhạc chung với nhau, cho nên là bọn em đã quen nhau và gặp nhau ạ. Bây giờ thì người ta cần một cái giọng thật giống như bạn trai bên này, em có hát được không? Dạ có ạ. Ôi vậy là dễ sợ quá đấy. À, tại vì anh đã từng thử hát cao, thì không được. Khó dễ sợ luôn á. Khó lắm luôn mà giữ được một
nốt thôi là cũng được, là nó rè liền. Mà em còn hát rất là chuẩn, ngọt ứ a ứ ị trong đó. Ứ a ứ ị quên nói nhau. Đấy. Đấy. Thế mà có cái cho các bạn cười. Đấy. À, em có thể hát một cái đoạn nào mà giọng men đi. Giọng đàn ông. Ứ a ứ ị. Giọng men đi. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, chỉ còn lại trắng dư âm thôi trong cơn thương đau men đắng môi. Rồi rồi, dạ, cảm ơn. Sao có âm hưởng Mr. Đàm ở trong đó vậy? À. Em có phải fan Mr. Đàm không? Dạ vâng. Biết ngay mà. Vậy là hiểu ha. Hiểu rồi ha. Vậy là xong rồi. Anh Đàm Vĩnh Hưng là người mà em luôn yêu thích từ hồi còn rất nhỏ. Thôi em thôi rồi. Thôi rồi. Thôi rồi. Chị nghĩ em với chị khỏi cần nói gì nữa. Khỏi khỏi. Thôi được. Dạ. Thôi chị. Dạ. Thôi đừng có vô trách nhiệm như vậy. Uống nước đi Tư. Rồi. Một cái tiết mục rất là thú vị. Thú vị lắm luôn á. Nãy giờ anh có hỏi Vũ biết bài này không? Vũ nói Vũ biết. Đây là bài Son rất là đặc biệt. Đặc biệt dễ sợ luôn á. Nó đầy âm hưởng màu sắc. Giống như là viết bài ra để dành cho em hát vậy đó. Một người con trai rất là mạnh mẽ và nó vui nhộn mà có thể chọc gái một cách rất là đầy nam tính. Cô kia cũng không có vừa, cũng đông đưa theo rất là nặng nữa. Đấy. Một tiếp một bài hát nó rất là đo ni đóng giày. Nói chung là hay quá, không biết nói lời nào nữa cả. Thì anh và anh Vũ đã đẩy cần này xuống đầu tiên để chọn hai em. Thì bên cạnh đó cũng còn các huy luyện viên khác nữa. Mình cũng nên cạn lời để cho chị Lê bên trường nói đôi lời đi. Hả? Ủa? Sao hồi nãy Linh đã tuyên bố một câu xanh rờn rồi. Nên mình cảm thấy là thu vào. Thôi mà chỉ là thần tượng nên nhiều khi người ta chọn khác. Như nãy đấy không? Ừ? Cái cặp gì đó, nó thích... đang tưởng đang trường xong rồi thích tôi hiện tại xong cuối cùng chọn bên kia. Đó. Đúng chiêu không nhớ cặp đó hoài nha, để thù nó mới được im rồi đó. Chút xíu ra ngoài kia gặp tụi nó ngắt ngắt mặt nó ngắt nhỏ thôi mới đào. Rồi nói vui thôi. Nói về phần trình diễn của Linh với Tiến thì hai người cái này chắc tập kỹ lắm đó, nhưng mà có một cái lời khen là khi mà Linh là hát một giọng nữ, nó hay cái là khi mình hát giọng nữ đã đạt khó, nhưng mà trong cái bài hát này nó có cái sự đối đáp với nhau. Và quan trọng là giọng của Tiến là ra hẳn, một là men đàn ông đàng hoàng, đây là một nữ thì nó có cái sự mềm mại uyển chuyển, và khi nó có cái cách khi mình hát, đôi khi mình hát có những lúc mà mình phải giống như nói gì đó, là cái lúc mình đối đáp với nhau thì nó ra hết. Tức là mình hay là hay cái chỗ đó đó. Chứ còn nếu mình hát bình thường cứ câu này qua rồi câu kia lại. Còn cái này là lúc mà mình chọc ghẹo, mình đối đáp với nhau thì nó ra, cái cách hai em nó hát nó ra hết. Yeah. Và đặc biệt là công nhận là quá ấn tượng với giọng của Linh. Tại vì ngoài hát cái giọng nữ ra, cái độ mềm mại trong câu hát, còn có những cái như là gọi là mình nãy mấy anh nói là lẳng lơ đó. Lúc mà trả treo với anh ấy, anh chọc mình á là... muốn ngoan muốn quẩy à. Thì là ra hết giống như là một cô gái đang hát đàng hoàng thế. Nó giống như là các em đã đem mọi người vào trong cái lễ hội, cái trải hội chuyện, đang đi câu cái chuyện, câu chuyện của hai người. Mà em ước gì là đây bận một cái áo đúng nhưng mà, cái nhân vật luôn thì nó gì nhưng mà nó hơi vời hơn nữa. Hơn nhưng nó hơi ngộ sao nó hơi sai gì hơn. Sai cái gì? Ở trên cái áo vest bông hoa quả. Nhưng sao ở dưới cái quần nó rách nó màu đen ngộ quá. Bọn trẻ như bây giờ là nó như thế. Nó không giống như mình đâu. Nó giống Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng là như vậy đấy. Có khi nào mất đà, ta trọ hai cái áo này trước. Trời không ơi. Trời. Các bạn ấy tuốt tận Hà Nội. Mới gặp đây thôi. Sao mà đâu ra tài trợ mà cái áo bự cho bá vậy được. Tại vì nó có cái bom bom á. Bom bom á. Liên tưởng đến mất tà đàm á. Bom bom. Thôi tiếp nói đi tiếp. Tiếp nô cái nụ. Nói đi cưng. Bạn thật sự có một cái giọng hát giả thanh rất là linh hoạt, đó là cái lợi thế rất là lớn và bạn lên những cái nốt rất là cao. Giọng của Tiến rất là có nội lực và những nốt trầm thì rất là đẹp. Nhưng mà khi mà hát á, vô tình bạn bị bạn Linh á, dắt theo. Vì vậy cho nên đôi chỗ hơi trong chênh vào những cái đoạn đầu tăng thì mình lại
không có giữ vững được, hơi lạc một chút xíu, nhưng cũng may mắn là bạn xử lý rất nhanh, là bạn đã về lại kịp. Thì đó cũng là một trong những cái kỹ thuật, một cái yếu tố rất là hay để mà mọi người có thể khai thác từ giọng hát của các bạn. Hy vọng rằng là vào bất cứ đội nào đi nữa thì cũng sẽ khai thác hết những cái tiềm năng từ từ các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất tốt. Và đây xin cảm ơn ạ. Bây giờ là quyền quyết định của tụi em, nhưng mà nói lời cuối cùng nha. Anh đâu cần phải nói, em biết là chọn anh rồi. Tại vì anh biết chắc tụi em sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế này nữa. Những cái điều vô cùng đặc biệt mà cả chương trình này chỉ có tụi em làm được thôi. Bảo đảm điều đó luôn, anh nhìn thấy ra rồi. Quyết định đi. Nhạc hồi hộp đâu, nổi lên. Lời đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các huấn luyện viên đã dành tình cảm cho bọn em. Nhưng mà bọn em vẫn phải lựa chọn. Bọn em rất là hâm mộ tất cả các huấn luyện viên ở đây, nhưng mà bọn em vẫn phải lựa chọn. Thực ra thì bạn Linh, bạn ấy khá là nhiều màu sắc trong cái giọng hát. Có thể hát giọng nam, có thể hát giọng nữ và có thể hát các loại thể loại nhạc. Cho nên có lẽ em sẽ chọn... huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trịnh. Vạn xưa nay đã đóng thuyền còn đâu. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thơm, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Chẳng tay hoài, sách đèn đỡ chưa dứt nên lần đần chuân chương. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bóng bây giờ buồn tay, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Hai em giới thiệu tên của mình đi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh Phương ạ. Em tên là Đặng Thái Hiền ạ. Đặng Thái Hiền. Em là Nghệ An đấy. Dạ, em quê ở Nghệ An ạ. Đúng rồi. Nói giọng là biết lên. À, như vậy, anh thấy ở Hiển
một giọng hát rất là ngọt ngào và nó rất là giống một ngôi sao khác nữa. À, ngay cả cách em nhả chữ em hát cúi xuống em nhướng nhướng cái mày lên cũng giống luôn. Anh lại thích cái giọng của Thanh Phương vì nhìn cái bề ngoài của Thanh Phương và nghe được cái giọng Thanh Phương thì anh biết là Thanh Phương có khả năng hát nhạc trẻ nữa chứ không phải là hát nhạc này không. À, chắc chắn luôn, mà không những hát nhạc trẻ mà còn hát nhập mạnh nữa. À, và vì sao biết không? Thì cái cách hát của những người hát nhạc và trữ tình này đó, nó có một cái công thức chung rất giống nhau như riêng em. À, là nằm trong cái loại giống như anh vậy đó. À, hình như là Thế Hiển có một chút xíu sung sướng khi thấy đèn xanh bật lên, rung quá thì đó, mà đã vội để cho bạn Thanh Phương rất là nhanh và thông minh dứt luôn cái phần quên lời của mình, đúng không, phần hát của mình. Tuy nhiên đã có người giang tay ra chào đón các em rồi, chúc mừng các em. Xin cảm ơn anh. Chị Tư hả? Chị Tư hả? Anh Hưng nói hết rồi. Anh Hưng, anh đã nhận ra, anh nhìn thấy cái giọng của anh trong một cái người nào đó rồi. Hiển, chất giọng em đúng là rất là ngọt, nhưng hình như là cái áp lực ở trong em còn rất là nhiều. Chỉ có say lại mà chập chọn một cái là em quên hẳn cái câu của em. Và hôm nay chị thật sự là khen Phương rất là nhiều. Bản lĩnh sân khấu em rất là tốt, em rất là giỏi. Khi mà cái đường đi là bị loạn choạng là em cả điều chỉnh cả bạn, và em biết nhảy vào để mà hát cái câu của bạn để cho nó đừng có bị mất cái đoạn đó. Cái đó cũng là một cái rất là hay khi mà mình hát đôi với nhau. Có một cái sự mà gọi là em ứng biến liền lập tức. Cái đó là rất là tốt, rất là hay. Nhưng mà đã vào đời của chị Tuyết rồi thì mình đã được bước vào một vòng kế tiếp. Thì em Hiển, em phải khắc phục từ từ chứ không thể như thế. Tại vì mình lên sân khấu không có ai mà du di cho mình vấn đề đó hết. Mình quên lời hoặc là mình cái gì đó là không ai du di được. Mà đặc biệt đó là trong một cuộc thi nữa. Thì nếu em muốn đi đường dài, em muốn đi tiếp thì em phải cố gắng thật nhiều để mà trấn áp cái nỗi sợ hãi của mình. Tại vì em có một chất giọng rất là ngọt và rất là thích hợp với dòng nhạc này. Còn về Phương thì chị không nói nhiều ha. Tại vì mình cũng quen nhau nhưng... Ồ vậy à? Quen có quen biết. Và đúng như Hưng có nhận xét thì Phương cũng hơi đa thể loại đấy. Thấy chưa? Hưng đa thể loại đấy. Và hôm nay thì... Phương hát bài này thì chị thấy rất là khá hơn nhiều so với thời gian trước đây chị đã gặp em. Đó là một cái sự tiến bộ. Chúc mừng em, và chị nghĩ rằng em sẽ tìm được và học được rất nhiều những kinh nghiệm, những điều mới mẻ ở chị Tuyết và anh Nu. Tức là mình có thể được học ở rất nhiều người, nhiều mỗi người tích góp một chút xíu kinh nghiệm của những người đi trước để làm cái hành trang cho mình. Điều đó cũng rất là tốt. Chúc mừng em với Hiển. Theo anh là vậy nè. Anh nghĩ nếu như hai em có đi song ca tiếp tục với nhau nữa, mình phải ra một cái giao kèo. Đêm đó hát đứa nào quên lời là không lãnh lương. Được không? Có lý, có lý. Hát Phương ha. Mình phải làm điều kiện như vậy mới được. Rồi, mời Minh Tuyết. Dạ, cảm ơn mấy anh chị. Trước hết là tất cả những gì mà chị và Nu muốn nói thì là anh Hưng và chị Ly đã nói hết rồi. Tức là những điều đó. Và cái điều mà chị cảm thấy mà vui mừng nhất là chị Cẩm Ly chị không có bấm cái đèn xuống. Chị rất là vui. Và nhất là Hiển, em run lắm phải không? Dạ. Em thần tượng Quang Lê phải không? Thì em chỉ hỏi thiệt, em có thần tượng Quang Lê không? Sao em hát có cũng có chút đâu chút gì đó em, mình thần giống Quang Lê thương. Em có không? Dạ, cái giọng của em thì từ khi nhỏ đến giờ giọng em đã vậy. Dạ, nhưng mà từ khi lớn lên thì em nghe thêm cái chắc em cũng nghe rất nhiều đĩa nhạc của anh Quang Lê, với lại cảm thấy hợp cái giọng của mình nữa nên em nếu như mà nhiều. Nếu mà chị mời anh Quang Lê tới để dạy thêm cho em bớt rung thì em có đồng ý không? Dạ, nếu được vậy thì là em chắc quá có phúc luôn. Quá lớn ạ. Minh Tuyết nói quá đúng. Em trúng số lớn rồi phải không? Dạ. Lý do vì dạ. Sao? Quang Lê sẽ không bao giờ rung. Dạ. Em ốm em mới rung thôi chứ còn Quang Lê em rung quá nè. Nó đứng là nặng chịch luôn à. Không bao giờ rung luôn. Minh Tuyết em chọn người đúng, hết sức đúng luôn. Chị cảm ơn hai em rất là nhiều. Một lần nữa. Welcome. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cho một đêm bội thu thí sinh của cặp đôi này.
dân ca. Giận mà thương sao mà giá diết thế. Ôi câu ca năng tình năng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chưa có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài thêm. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoài lòng anh đỏ. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm lòng. Khi trời gió mình vẫn ấm với dân rồi, cùng chỉ để thương thêm. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoài lòng anh đỏ. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đôi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm lòng. Khi chờ gió mình vẫn ấm với dân rồi, cùng chỉ để Hân phấn quá để nói. Liên nghĩ rằng không có đang xem một chương trình mà để chọn thí sinh, mà giống như đang thưởng thức một phần trình diễn của hai người. Tại vì nó có đầy đủ tất cả về bài hát, về cái tình trong đó, về cái cách diễn xuất, về cái sự hòa quyện. Hai người đều có đầy đủ hết. Nói sơ như thế, bây giờ giới thiệu tên đi để cho mình dễ nói chuyện nha. Đúng rồi. Giới thiệu tên. Em xin kính chào các anh chị huấn luyện viên cùng các quý vị khán giả. Em tên là Trần Hữu Tuấn. Em sinh tại Thanh Hóa. Rồi. Và em Bùi Thị Thúy ạ, em đến từ Thái Bình ạ. Mà hát một cái âm hưởng của miền Trung rất là khó hát được cái dạng này nè. Ngoài chất giọng của Thúy ra thì Ly để ý Thúy là khi mà cái rèm nó quay lại thì nhiều khi một thí sinh có một cái tâm lý khi đi thi á, là có một cái sự áp lực. Nhiều khi tay chân nó lộng cộng. Thứ nhất, thứ hai nữa là đặc biệt mà mình dễ thấy nhất là áp lực trên gương mặt của mình nó không được thoải mái. Nhưng mà Thúy rất thoải mái. Ly để ý khi mà Thúy đi ra, khi mà chưa xoay hết là cái tay của Thúy khi Thúy diễn tả. Và không phải như là bình thường, như nhiều thí sinh hay là nhiều ca sĩ nữa. Rồi, xong.
Nhưng mà của Thúy rất đi từ từ. Và cái dáng nó xoay như thế nào, nó có từ từ. Và khi mà xoay lại với bạn nam thì khi mình diễn và cả từng cái ánh mắt, cái gì nó cũng nhẹ nhẹ từ từ. Và nó nói chung là nó đi theo cả nguyên cái bài hát, không có một cái gián đoạn nào hết. Đó là cái thần ở trong cái cách diễn của mình, là thấy Thúy có trọn vẹn hết. Còn bạn nam cũng vậy, không biết là hai người có hát chung nhiều chưa mà có sự hòa quyện quá thế. Vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Em và anh Tuấn thì là hai anh em học cùng lớp với nhau ạ. Chúng tôi đã là bạn cùng lớp với nhau được 2 năm rồi. Và có lẽ vì có chung một niềm đam mê đối với âm nhạc, một tuổi thơ đầy cơ cực, mà chúng tôi quyết tâm trở thành một cặp đôi để đến với tuyệt đỉnh song ca. Ngay từ nhỏ, Thúy đã thiếu thốn tình cảm của bố và chỉ có mẹ ở bên, chăm lo, nuôi dạy Thúy lớn khôn. Hai mẹ con cứ thế sống dựa vào nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh, Thúy lại tranh thủ đỡ đần cho mẹ công việc nhà, công việc đồng áng. Cuộc sống vất vả là thế, nhưng hai mẹ con lúc nào cũng lạc quan. Biết Thúy đam mê ca hát từ nhỏ, mẹ lúc nào cũng mong muốn cho Thúy sau này có thể bước chân vào một trường âm nhạc nào đó. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ven biển. Ngay từ nhỏ thì gia đình tôi luôn gắn liền với biển cả và ruộng vườn. Hành trang vào đời của tôi là niềm đam mê ca hát, cháy bỏng cùng khả năng thổi sáo tôi học được từ người bố của mình. Tôi còn nhớ như yên cái khoảng thời gian tôi học lớp 4, lớp 5. Cứ hè đến thì tôi cùng anh trai của mình bắt xe đò vào trong thành phố Hồ Chí Minh để thổi sáo, bắn cao su và đánh giày. Vất vả lắm, nhưng tôi lại rất vui vì khi tôi hòa mình vào âm nhạc thì những lo toan bộn bề dường như tan biến hết. Đến với cuộc thi tuyệt đỉnh song ca, chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để chinh phục được ước mơ âm nhạc của cả hai từ thuở bé. Cả Tuấn và Thúy đều sẵn sàng hết mình với âm nhạc vì chúng tôi biết rằng những người thân của mình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ chúng tôi trên con đường mà chúng tôi đã chọn. Theo anh thì đây không phải là giọng giả của Thúy mà là giọng thiệt. Và Thúy được trời cho một giọng rất là thánh thoát và rất là cao. Những người như vậy là không phải là nhiều đó. Và nó cũng rất là lợi thế cho nam khi mà hát thì không bị cái tông nó làm bị khó cho nam và cả nữ nữa. Đây là một điều rất là lợi. Một là cao chót vót, hai là thật thấp để bằng tông với nam. Thì là thế em đã rủ người đi thi rất là hợp lý và xứng đáng. Còn Tuấn thì hát rất là tình cảm. Anh cố tình nghe chữ cái thấp nhất của em thôi. Vẫn đầy. Như thế nào? Rất là đầy đặn. Và xuống rất tốt luôn. Rất là tình cảm. Cái gạt cần này là cái lời khen ngợi cao hơn những gì mà tụi anh đang nói. Xin cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn rất nhiều. Cho mình hỏi là hồi nãy là Hưng gạt hay là trường bên kia chạy qua gạt vậy? Trường gạt. Vậy là đâu phải Hưng gạt đúng không? Hưng chấp nhận cho trường gạt. Vậy là tiếc sợ phải không? Thêm đối thủ tiếc sợ phải không? Tôi kéo lên. Không phải sợ nhưng mà phải khẳng định là Hưng có muốn, thực sự muốn hay không? Hay là trường bên kia muốn chứ không phải Hưng? Nè, mình tôi làm hai cái luôn nè. Hồi lúc mà Tuyết nghe Thúy và Tuấn hát á, thì đầu tiên là cái giọng của Thúy hút Tuyết liền ngay lập tức. Mặc dù Tuyết cũng giống như là Hân không có hát về dòng nhạc này. Tuyết có nói với lại Nu là Nu ơi, cặp này hát hay quá, nhất là cô gái. Hát quá hay, hát quá chuẩn. Em không những hát chuẩn nữa mà hát rất có hồn. Từ cái ánh mắt đưa tay, tất cả mọi thứ rất là tuyệt vời luôn á. Rồi còn thêm nữa, Tuấn quyện vào rất là có hồn, hai người nhìn nhau rồi. Nói chung là một tuyệt đỉnh song ca, hoàn hảo. Wow. Xin cảm ơn rất là nhiều. Tuy rằng Tuyết không có hát dòng nhạc này, nhưng mà Tuyết nghĩ rằng đó, khi một người ca sĩ có một chất giọng hay, hát hay và có một cái sự tự tin điêu luyện như vậy, thì dòng nhạc nào cũng có thể khuất phục được. Cho nên Tuyết rất là mong cặp đôi song ca này có thể trở về bên cạnh đội của Minh Tuyết và Nu Phước Thịnh. Để mà Minh Tuyết có thể làm cho nó màu sắc hơn được nữa. Sẽ khó để mà thuyết phục hai bạn khi mà hai bạn đang thể hiện một dòng hát dân ca thì rất là nghiêng về đội chị Cẩm Ly, cho nên là rất là sợ. Nhưng mà không sao, vì còn sẽ rất là nhiều những cái điều thú vị phía trước mắt mà cả ba đội đều có thể làm cho tất cả mọi người, vì giọng hát của mọi người rất là hay. Thúy và Tuấn từng vòng một để tiến sâu vô cái tuyệt đỉnh song ca đó là sẽ có nhiều cái màu sắc khác nhau nữa. Đương nhiên mình vẫn giữ chính màu sắc của mình, nhưng mà Tuyết rất mong chờ để thấy được cái màu sắc kia của hai người.
Bây giờ nè, hai em học ở chung lớp, ngoài bài này ra chắc phải có nhiều sự lựa chọn khác nữa để chuẩn bị một cái kế hoạch để mình đi thi. Dạ, có thể nào hát một bài khác không? Đúng rồi. Một đoạn ngắn thôi, một câu nào cũng được nữa về dòng nhạc khác, ví dụ nhạc trữ tình, nhạc quê hương, nhạc tình, nhạc trẻ, nhạc trẻ. Em ơi lâu đài tình ái đó chẳng không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Cảm ơn các em. Dạ. Rồi. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Bây giờ là sự lựa chọn của các em. Thực sự là rất là khó. Vì em không nghĩ là được ba cặp anh chị huấn luyện viên đều chọn chúng em ạ. Vâng, chúng em xin chọn về đội của... anh Đan Trường và chị Cẩm Ly ạ.
em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Luân và đây là bạn diễn với em ạ. Dạ, thưa tất cả quý vị và các huấn luyện viên, em tên là Lê Chinh. Với ba cái màu xanh đang chạy ngược về phía tụi em thế này đó, thì tụi em sẽ chọn ai thì anh cũng không dám nói trước, không biết được. Chỉ có lời khen ngợi rất rất tốt với một sự kết hợp về hình ảnh cũng như là về khả năng giọng hát, nó gần như là tuyệt đỉnh song ca rồi đó. Em xin cảm ơn. Mà nếu như em nói nghe nè, bà con xa không bao giờ bằng láng giềng gần hết trơn á, đúng không? Mình đã biết nhau khá là nhiều, khá thân, và chắc là không cần nói là tụi em biết rằng là sẽ làm được gì cho các em rồi. Hân nha. Ồ, Hân đang nói bà con xa là Hân nói cái gì? Phải cái câu của dân gian mình nói thôi. Vậy hả? Láng giềng gần là chúng tôi đã từng quen nhau. Vậy hả? Vậy. Quen nhau hả? Có quen. Em dằn xuống. Hân là người tranh cãi quyết liệt nhất để đưa cô Trinh này vào trong vòng tròn mà. Đó. Em mắc hò quá, cho em hò xíu. Em cũng phải ho cho nó đủ chứ, tại em lỡ em nói mắc ho em ho. Thịnh ơi, dạ. Chị mắc ho nhường em nói trước. duyên. Ở các bạn đầu tiên là có được cái sự hòa quyện, với tiếp theo nữa cái mà Noo Phước Thịnh thấy được theo như cái kinh nghiệm mà nó đã cho Noo Phước Thịnh qua 7 năm đi hát, đó chính là cái sức trẻ. Vừa đó, bây giờ là nhiều nó nói đi. Tại vì á, chúng ta còn có rất là nhiều cơ hội trước mắt, và đôi khi cái thế hệ trẻ, những cái người trẻ là những người đôi khi dễ dàng nắm bắt và đôi khi lại thấy nó rõ ràng hơn. Cái sự đồng cảm đó nó gắn kết ở đây. Vì vậy cho nên là Noo và chị Tuyết đã quyết định gạt cái cần này xuống để có thể phần là ủng hộ. Nếu không về đội của chúng tôi thì chúng tôi sẽ ủng hộ, nhưng nếu về đội của chúng tôi thì chắc chắn điều mà chúng tôi có thể làm được đó chính là chúng tôi sẽ hỗ trợ cả một ekip của chúng tôi để chúng tôi đem đến tất cả những cái điều tốt nhất để dành tặng cho tất cả các bạn. Xin nói với bên Noo rằng bên Noo ơi, bên Noo. Dạ. Hai bạn này nói dịch tuổi tác là rất hợp với anh. Dạ. Không có hợp với tuổi trẻ như em, bồng bột như em. Đâu có. À, anh Hưng đi coi đi, anh Hưng là có đi coi. Anh Hưng là có đi coi, anh Hưng là có đi coi thầy. Anh Hưng là có đi coi thầy trước. Em đứng kế từ Noo nè. Em đâu phải là tuổi trẻ. Để nói cho nghe. Lúc nãy á, anh có gì với một đội kia đó ha. Mình thấy nói là mời thầy, mời người hát giống như vậy ra về hướng luyện. Noo có ekip huấn luyện. Anh nè, trực tiếp huấn luyện cho em luôn. Thì cũng như những thí sinh kia, anh Hưng cũng đã phải bay show rất là nhiều. Vì vậy cho theo nên anh á, theo anh vậy nè, với giọng ca này, nhiều khi nó huấn luyện lại mình không chừng. Theo nên là như chỉ giao với anh đây, rồi anh thôi. Tức quá. Cho phép em nói một chút xíu. Thứ nhất là cho chị nhận xét Lê Trinh giọng rất là chuẩn, rất là hay. Và phong cách của em chị rất là thích, rất là sảng khoái, diễn như nào. Còn chị ơi, cái hông ta nhỏ lắm, giống như chị đâu, đừng thích. Bậy, không làm được giống vậy. Thấy người ta đứng không? Thấy người ta đứng, người ta đưa chân, người ta ẹo nha, thấy đứng không? Đó, chị rất là thích phong cách của em. Còn riêng em, Luân, em có một cái giọng rất là cao. Cái giọng mà chị thấy rất là thân quen với chị. Thân quen, à. Bằng Kiều. Vô cùng thân quen. No. Bây giờ cho Vũ nói lời công tâm nha. Vũ. Tốt quá, đi lắm. Khoan. Cho Vũ nói lời công tâm. Vũ là người đầu tiên gạt cái cần đó để cho nó xoay lại. Tại vì từ khi nghe cái câu đầu tiên là Vũ đã quyết định hai bạn thuộc về team Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trị Vũ. Không còn nói thêm nữa. Khoan, cho chị nói chút xíu. Cầu vàng cũng đã vô sẵn với nhau rồi. Trời ơi. Sao thấy được hả? Cái dùi giống cho tôi coi. Lên. Không. Nó nghe nè, nãy giờ ngồi mà dằn xuống quá. Khoan. Giống như là đang trường Cẩm Ly bị tàn hình vậy đó. Trời đất ơi. Eo ơi, cái gì vậy? Ủa vậy đó, đi nhà đi về đi. Đi lên trên đó đi. Thôi dọn nhà. Phải giành chứ, không xuống, đứng lại. Sao? Thôi đó chị đứng lên. Thôi anh em mình ngồi đây. Cái gì vậy? Mà chị nói. Rồi chị nói. Ok, tức quá. Ok. Luân với Trinh. Tiếc. Hồi nãy chị nói Trinh rồi, chị khen Trinh. Không có gì để chị chê được nữa, đúng không? Còn về Luân thì chị nói thật, giọng em rất là cao. Và
làm cho chị nhớ tới anh Bằng Kiều. Lúc mà em lên cao cũng có đôi lúc hơi non tí xíu. Nói nghe nào, xong nhưng chưa? Mà chị sẽ ráng kiếm cái người mà nó chuyên trị những cái nốt cao 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 cao. Để về chị em. Xong em chưa tiếp? Cho nên, chị không nói gì hết. Chị chỉ nói như vậy. Hai em là đã đầy đủ quá rồi. Chỉ cần thêm một chút xíu gia vị, tụi em sẽ tỏa sáng. Chị chắc chắn với em vô rồi, chị là chùm chọn bài. Chị nói thật luôn. Chị chọn bài. Ủa, hình như cặp nào cũng nói y chang vậy đó. Hưng. Để anh nói cho nghe. Hưng ơi, anh nói với em gian ra. Anh nói với hai em này. Bây giờ thôi em không nói nữa. Chị Tuyết ơi, chị xử anh Hưng đi, em xử chị Ly. Quyền quyết định là của hai đứa tụi em. Hai chị. Nhưng mà chị hứa nếu vô đội chị sẽ làm hết sức. Trời. Nè. Em nhường lại cho anh okay, đó. Ok, chắc bây giờ xong chưa? Lên đi coi. Xin lỗi. Dạ. Rồi giờ sao chị muốn nói gì chị nói đi, em ngồi kế chị nè. Không, chị dạ. Tự tốn lắm. Bây giờ chị chỉ hỏi khán giả đơn giản thôi. Ở đây có mấy cái đèn màu xanh nhỉ? À. Mà nãy giờ có hai cái đèn màu xanh nó hoài em cho anh nói á. Coi như người ta tàn hình vậy á. Bực cà bội hả? Bực bội quá. Bây giờ nói nè. Bây giờ chị nói đi. Bây giờ trước nhất là chị nhận xét về bài hát. Chị Ly có một cái rất là lạ hơn người ta. Không dùng những lời hoa mỹ để tân bốc tụi em lên. Thực sự rằng bài hát hôm nay Chinh thì hát đầy đủ kỹ thuật. Còn nói về Luân, phải thừa nhận rằng cái giọng đó thì đặc biệt. Nhưng em phải thừa nhận với chị rằng hôm nay em có một vài vấn đề trong bài hát. Cái đó là em dở hoặc là em hay, em gì là chị nói ra. Chứ chị không dùng những lời hoa mỹ để tân bốc em lên tới tận mây xanh. Ok. Tại vì cái gì mình phải nhận xét cho rõ ràng. Tại vì nhận ra cái khuyết điểm, cái sai thì em phải sửa. Phải không? Chứ nãy giờ hình chị thấy khen không à, khen nghe em không à. Rồi. Cái đó là chị nói đơn giản vậy thôi, chứ không có đem gì. Lớp la đó. Cái xóm nhà lá mà. Khoan, để nghe đi nói đã. Chưa mà. Bây giờ, mình không có nói chuyện. Bây giờ, Trương nói. Bà con xa không bằng láng gì gần. Trường nói Trường. Trường nói. Trường nói đi cưng. Nói đi, nói đi. Thật ra thì khi hai cặp này biểu diễn thì Đan Trường không ghi bất cứ một chữ gì trong giấy hết á. Tại vì đối với Đan Trường. Vũ, cho chị ủng hộ Đan Trường chút xíu. Ồn quá. Luôn nè. Nói đi Trường. Nói đi anh, câu chuyện mình chưa nói. Tại vì hai thí sinh này thì đối với Đan Trường đã rất là quen thuộc với một người trong đội này rồi. Đan Trường xin cảm ơn bạn Lê Chinh đã mang thêm một người thí sinh rất là đặc biệt. Phải nói là tiết mục này là hai bạn ngang tài ngang sức. Trời. Không giấu gì mọi người. Trường. Không ý chính đi anh. Không giấu gì mọi người, nếu mà mọi người tìm ở trên mạng có một album mới ra online khoảng 2-3 tuần thôi. Có Chinh hát song ca với Trường, vì đó là học trò của Trường. Và cũng là một trong những trong đội của Trường qua một cuộc thi. Phải nói rằng là Chinh là một người rất là đa màu sắc. Một khi anh đã gạt cái cần này xuống, anh vẫn còn rất là cần Chinh. Nhị em đừng háo thắng. Em đã nhắm kỹ mục tiêu chưa? Đã bắn là phải trúng. Em hiểu. Nè, để trả lời câu cuối cùng nha. Láng giềng gần có lý do. Cưng mới biết Chinh đây thôi, chứ anh biết Chinh cách đây 4 năm rồi. Em biết có một mình Chinh thôi, chứ anh biết luôn cả bạn kia nữa là không. Hai. Đó, đó là tôi im để mình không có bị hớt, để có địch nói cái gì. Đó. Thì không. Ra là như vậy, thật chỉ quen sự, như vậy thôi à. Thật sự ra chị không có nói cái gì giao to búa lớn hết, chị nói vậy. Tại vì quyền quyết định vẫn là ở hai em. Bây giờ hai em giúp anh chị đừng có xào xáo gia đình, xào xáo nữa. Coi như sáu người này xào nấu quay nãy giờ hoài. Bây giờ hai em quyết định giùm. Chị Tuyết, chị có gì? Chị. Chị không có nói nữa. Không, nói nữa. Chị tốt quá cho chị nói câu cuối. Không, cắt bây giờ. Không cho nói nữa. Không. Chị Ly cho xin một ân huệ. Không có nói. Tắt mì đồ hết. Xong. Cho phép Lê Chinh xin được phép cảm ơn tất cả các vị huấn luyện viên đã có những lời góp ý chân thành cho cặp đôi của Lê Chinh và Phú Luân. Đầu tiên thì em xin cảm ơn rất là nhiều anh Đan Trường. Cũng giống như là một người thầy của em. Anh đã tạo cho em rất là nhiều cơ hội
Em xin cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà tại vì tụi em do là thi xong ca thành ra tụi em cũng phải thảo luận một chút xíu em nhường quyền cho Phú Luân quyết định. Trinh thì đã nói về anh Đăng Trường và chị Cẩm Ly rồi, tại vì thật sự thì em ngày xưa cũng rất thích anh Đăng Trường. Em thích anh đó. Đau lòng quá. Dạ, nhưng mà thật ra thì người mà em hiện bây giờ mà em đang rất là thích, đang rất là hâm mộ luôn, thì người đó là anh Đàm. Thôi tắt đèn đi, tắt đèn. Nó là thích thôi, chưa quyết định. Thích thôi. Chỉ là thích thôi đúng không? Chị bình tĩnh chị. Vẫn còn có cơ hội và cánh cửa. Em rất thích anh Đàm và anh Dương Trường Hữu. Còn nhưng, tương lai thì sao? Nhưng em sẽ về. Dạ, nhưng mà sau khi em với lại Trinh thảo luận thì... chị ơi. À trời ơi. Chị chiều hết rồi. Chị ơi đứng lên phủi áo, chị ơi đứng lên phủi em phủi cho. Chị đứng hết nổi rồi em. Tụi em xin phép được đưa ra lựa chọn là... Vậy là Phú Luân và Lê Trinh đã khiến ba cặp huấn luyện viên đứng ngồi không yên vì giọng hát của mình. Sau những màn chiêu dụ đầy kịch tính của các huấn luyện viên, Phú Luân và Lê Trinh sẽ quyết định về với đội của cặp huấn luyện viên nào đây? Đừng chuyển kênh quý vị nhé. Kết quả sẽ có trong ít phút nữa. Tụi em xin phép được đưa ra lựa chọn là anh Nu và chị Minh Tuyết ạ. Cảm ơn em. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế. Gác vắng mưa gợi miệng chăn chiều. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều giữa em qua đây, dù hồn nắng ngủ say, lời yêu chót đông đầy. Đón em thu mây bay, tiễn em xuân chưa phai. Xót ngày vắng còn gì, đành đoán rồi những lần chiều hè mưa. Rồi mai sân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vô dương xuân muộn về trên môi hầu. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vô dương xuân muộn về trên. Xin chào hai em. Trời ơi. Xin chào tất cả huấn luyện viên.
Ồ, thế em đến từ Hà Nội à? Dạ không, em ở Biên Hòa ạ. À, Biên Hòa. Sóng Đạo. Em giới thiệu tên mình được không? Dạ, em là Trương Bảo Phát, còn là cháu, còn đây là Bùi Việt là cậu, hai cậu cháu. Phải nói một điều công tâm là Phát hát hay hơn cậu một tí. Đấy. Dĩ nhiên là có một sự nuối tiếc rất nhiều ở đây đúng không? Là thế này, có nghĩa là em chơi guitar nên em có thể làm chủ được cái cao độ trong giọng hát của mình rất tốt. Khi mà cả chuyển giọng ha, rồi bè thì thực sự là tiếc là nó không được cân lắm. Còn thiếu, đây là cuộc thi song ca là cần hai người, nó phải mạnh mạnh bằng bằng nhau xíu. Khi mà việc hát một mình á thì cái màu sắc nó dưới rất là rõ. Cái màu sắc không có cái màu sắc luôn á. Nó bị gần như là bạch thanh. Đó, và nó không có màu sắc nhẹ nhàng và nó rõ ràng như là của Phát. Của Phát. Cháu, đấy, cho Phát. Cho nên là thật sự là tụi ngồi dưới đây tiếc lắm. Cứ phân vân hơn với Vũ đấu qua đấu lại hoài. Lúc mà Phát hát là Vũ đã đứng lên luôn. Vũ chuẩn bị gạt cây cần rồi. Vũ chỉ chờ đợi cái giọng mà cái bè mà nó hòa quyện một cách nó hoàn hảo hơn nữa thôi. Là sẽ gạt ngay. Nhưng mà tiếc là nó chưa được cái đó. Nhưng mà Vũ phải không, công nhận là... Thật sự là Vũ ơi, cái bè Phát bè quá hay. Phải nói là quá hay ấy. Cái bè nó rất là nghe nó giống như mỏng nhưng mà nó sắc, nghe nó đã cái bè lắm. Mà đặc biệt là cậu đừng buồn nha, tại vì bây giờ nhìn qua cái rèm không là cảm thấy khi mà Phát hát lên á, tại vì cái này nó một bài tình ca mà Phát hát rất là tình lắm. Tại vì trong cái giọng mình nó tình mà nó rất là nhẹ nhàng, từ từ mình đi rất là êm ái, nhưng mà trong cái giọng hát nó rất là tình. Và đặc biệt là cái bè rất là hay. Và có một cái nữa mà khi mà hát, mỗi lần hát là Ly với Hưng mới quay ra nhìn. Phá cách cái chữ đắng cay, phải không? Đại đầu á. Phá cách cái chữ đó. Hai lần nghe là hai người quay qua. Mà trong chất giọng của Phát nó có cái chất giọng rất là quê hương bolero ở trong nữa. Em nghe được cái đó. Có điều là thực sự rằng là cuộc thi này thì cái sự chọn lựa nó cũng hơi khắt khe. Và đặc biệt nó lại là cái tên nó lại là song ca. Cho nên là... đôi khi nó chưa có một cái sự đồng nhất thì nó cũng hơi khó. Cho nên là hy vọng rằng trong tương lai sẽ gặp Phát ở một cái chương trình nào đó. Hoặc có thể là Phát đã thành một nghệ sĩ cũng như là đồng nghiệp với mình. Tại vì Phát có một chất giọng và rất là nghệ sĩ, rất là tình. Bây giờ như vậy đi, xin phép Ly Hưng được ngắt lời cô Ly. Anh rất muốn hợp tác với Phát. Con gà! Trời ơi! Cái đường dài như thế nào thì chưa nói trước, nhưng mà cái phòng trà của anh đang cần cái màu sắc tự đàn tự hát, cái này rất cần hàng đêm. Đó là một nơi cho em luyện tập mỗi ngày một giỏi hơn nữa. Cậu có thể đi theo sách đàn rồi ngồi luyện tập theo luôn cũng được đó, để khá hơn sau năm mình làm tham gia cuộc thi này không chừng, đúng không? Nhưng mà với Phát thì Hưng thật sự là muốn hợp tác. Hưng sẽ xin số điện thoại của Phát sau nhé. Hưng không biết có hối hận không, tự nhiên khen quá không hối hận rồi tự nhiên mà bốc liền vậy. Tôi mới nói là có thể là một đồng nghiệp trong tương lai hoặc là sẽ gặp lại nhau trong một cuộc thi khác, bốc liền. Nó xa quá, tôi bốc liền cho tôi luôn rồi. Bởi vì ghê dễ sợ biết vậy, nãy không khen ít lại chê biết vậy nãy mình bấm cái xong rồi mình lấy luôn. Mình lấy luôn cái mốt anh phải bốc qua em. Không, thực sự là nói thiệt, ngồi khóc ở đây nãy giờ. Minh Tuyết cũng xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu rất là nhiều, là bởi vì đây là chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca thôi, nói tới đó thôi, nói nữa là lặp lại nữa chứ đau lòng quá. Vâng, một lần nữa thì Ly cũng thay mặt cho tất cả các huấn luyện viên ở đây và khán giả rất là cảm ơn lấy số điện thoại cậu Việt cũng như là Phát đã tham gia. Lấy tiền vậy đó. Cậu Việt và Phát đã tham gia chương trình này, đã đem đến một tiết mục cũng khá là ấn tượng. Và hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại Phát nhé. Business rồi. Vâng, tất cả quý vị chắc có lẽ là dành thêm cho cậu Việt và Phát một tràng pháo tay nữa. Bên trang nhật ký láng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, mà yên nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang.
Khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Mà nay ôi giờ vô nguy đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếng thương đầy vơi. Nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người ơi. Thầm buồn câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người ơi. Chào cô và chào bạn. Rồi, bạn và cô giới thiệu tên của mình ha. Tôi tên là Trịnh Thanh Thảo, tôi đến từ tỉnh Tiền Giang. Công việc hàng ngày của tôi là cùng gia đình có một quán hủ tiếu ở Mỹ Tho. Ngoài việc bán hủ tiếu thì tôi rất là đam mê dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình quê hương. Thông qua cuộc thi này thì tôi được biết đến cô Thanh Hương. Hai cô cháu đã tìm được một cái tiếng nói chung. Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Hương, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của tôi là ở nhà lo săn sóc con cháu. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được quây quần bên gia đình và được hát cho con cháu và gia đình mình nghe. Từ bé tôi đã thích về âm nhạc nhưng mà chưa có cái cơ hội để thử sức của mình. Nhờ sự động viên của gia đình, con cháu, tôi mới đến cuộc thi này để thử sức của mình. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng âm nhạc thì sẽ không có giới hạn, mà chỉ có sự cố gắng và niềm đam mê, nỗ lực thì sẽ đi đến sự thành công trong con đường nghệ thuật. Rất là thú vị, ngạc nhiên. Quay màn hình lại còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Thưa cô thích hát lâu chưa? Hay là cô có đi hát ở đâu không ạ? Cô thích hát lắm, nhưng mà cũng như hồi xưa mình không có được cô đam mê. Và gia đình cô cũng thích lắm, cô chỉ hát karaoke ở nhà thôi. Mà thấy chương trình này, cái cô đi cũng như là ủng hộ em với cháu đó. Rồi cô thấy không có ấy độ tuổi thôi, cô đi thử luôn. Cho con cháu mình thấy mình đứng được trên đây. Còn em thì là một cô gái đến từ tỉnh Tiền Giang và em đam mê dòng nhạc bolero. Cảm ơn các huấn luyện viên đã cho em và cô có một cơ hội để đứng trên sân khấu này và được nhìn thấy tất cả các huấn luyện viên trong trái tim em. thiệt ra ở dưới đây á, Vũ và anh Hưng rất là phân vân, là không biết có nên chọn hay không. Là tại vì trước hết á, là có những đoạn cô và bạn hát không có hoàn hảo, nhưng mà nó lại gợi được một cái cảm xúc gì đó mà không diễn tả được, mà chỉ có âm nhạc mới làm được điều đó thôi. Tức là vừa mới nghe lên mình đã cảm giác, ủa, này phải cô Thanh Thúy không ta? Đúng rồi. Rồi còn cô hát thì có cảm giác như hơi giống cô Phương Dung thì phải. Đó. Cho nên là mẹ con là rất là thần tượng hai người đó. Cho nên là cuối cùng hai anh em bắt buộc phải xem mặt của hai người này và chọn hai người này về trong đội của mình. Rồi, đường còn rất là dài, cuộc chơi này dài lắm. Chắc chắn là mình phải cố gắng rất là nhiều cô ạ, nhiều lắm. Cả em cũng vậy nữa. Mình Hưng sẽ quyết định sẽ khai thác bằng hết tất cả thế mạnh của hai người. Hưng nghĩ rằng là khi mà Hưng quay lại thấy hình ảnh của cô thì Hưng nói Vũ rằng là mình sẽ hy vọng vào cái sự ủng hộ và sự yêu mến của những người khán giả lớn tuổi nữa, đã sẽ ủng hộ cho cô, ủng hộ cho đội của mình.
cho nên là nghĩ là cái quyết định hoàn toàn chính xác. Chúc mừng cô đã về với đội của Hưng. Cuối cùng thì cặp đôi huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trường Vũ đã chính thức có được cặp song ca đầu tiên. Vậy cặp đôi huấn luyện viên này sẽ tiếp tục chiêu dụ cặp song ca cuối cùng trong tập này. Ngoại hình, sở thích và tính cách. Nhưng họ sẽ khiến khán giả ấn tượng nhất bởi một điểm chung vô cùng đặc biệt. Họ là hai chị em sinh đôi xinh đẹp với niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Hai bé là tuy là sinh đôi nhưng mà tính tình hai con thì khác nhau hoàn toàn. Thật ra thì người ta cứ nghĩ là sinh đôi là sẽ giống nhau từ đầu đến cuối đúng không? Tính cách giống nhau, ngoại hình giống nhau, cái gì cũng giống nhau. Và ai nói mình khác nhau là mình khó chịu ngay à? Nhưng mà lớn lên thì khi mà người ta nói mình giống nhau thì tự nhiên mình lại cảm thấy không có thích cái điều đó nữa. Nhưng mà chắc có lẽ điểm tương đồng duy nhất là âm nhạc. Cái điều đó không thể nào phủ nhận. Ngay từ nhỏ đến lớn thì điều đó chưa bao giờ thay đổi hết mà ngày càng nó càng mãnh liệt hơn. Qua một số cái người bạn thì Võ Cao Anh có nghe đến được cái cuộc thi tuyệt đỉnh song ca. Thật ra khi mà bắt đầu nghe cái tên của cuộc thi là mình đã nghĩ cuộc thi song ca rất là phù hợp với tiêu chí hai chị em luôn á. Giá như có cuộc thi nào song ca nhỉ, hai đứa cùng thi. Với những cái sự ăn ý trước giờ với nhau, mình đã hòa hợp sẵn như vậy rồi thì mình biết là cuộc thi sẽ là một cái lợi thế cho cả hai chị em. Ghen dâu kì dù em đã cố nắm tay nếu ai mong manh tình yêu chẳng thấy hãy cho em đến gần một chút thôi quanh đây màn sương kín lối đừng chạy xa như gió kia thoáng qua bơ vơ một cánh đồng chiều. Không hề thay đổi, có lẽ em chỉ mong nỗi đau thay giấc mơ. Cũng chính lý do khiến em rất yêu anh, bởi khi trong tình yêu những ngày ngô niềm vui nào dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, vô tư mà tan biến. Chỉ khi trong niềm đau khiến cho em có quên mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều. Cách xa em cả phương trời, điều gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi? Có lẽ em chỉ mong nỗi đau thay giấc mơ. Chỉ lý do khiến em rất yêu anh, bởi khi trong tình yêu những ngày ngồi niềm vui nào dù thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, vô tư mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em cố quên mới biết trái tim. Trân à? Dạ con em là Bảo Anh à. Hai em có chị em hay là sinh đôi hay như thế nào không? Giống nhau quá. Dạ mẹ em sinh em với Bảo Trân cùng ngày. Cái là sinh đôi. Sinh đôi, sinh dạ, đôi, sinh đôi. Phần trình diễn của các bạn vừa rồi nó cũng rất là trôi chảy và suôn sẻ ha. Thì dường như là cái bàn xoay á, bản thân những người huấn luyện viên khi mà đứng lên những cái bàn xoay đó thì nó cũng làm mình rất là trông trên, huống chi là đôi giày cao như thế này. Cái điều đó thì chị rất hiểu. Bận một cái đầm bó sát như thế này, còn may ăn mang một đôi giày cao gót mà đứng trên một cái bàn xoay mà phải hát một bài hát như
Nỗi đau người chị không phải là một bài hát dễ. Tuy rằng chị thấy là có những cái bè tụi em cũng hơi bị phô phô trong trên, hoặc là cũng hơi hụt hơi có một vài chỗ. Nhưng mà nếu mà nói chung trong một cái bài hát này tụi em hát như vậy thì rất là khá hoàn chỉnh. Và cộng hưởng thêm một cái điều là hai em rất là xinh đẹp. Và xin welcome hai đứa em. Cho nói chút đi. Không cho nói thôi, em đứng xuống, em xin lỗi. Dạ, cho lên nó vừa lên nó đứng nói luôn. Tại vì chỉ sợ dạ, là... em đứng em hầu chuyện nghe. Được không ạ? Đúng là về với chị Tuyết là hợp lý nhất. Vì là chị Tuyết có kinh nghiệm mang ghế đẩu à... Trước khi hát luôn là Tuyết nhìn là Tuyết đã ôi trời, dáng đẹp quá. À, nhìn cái là Cường biết người nào là Bảo Anh, người nào là Bảo Trân liền luôn. Mặc dù là ban giám khảo không nhận ra nhưng mà Cường nhận ra đó. Chẳng hạn đây là Bảo Trân được không? Đây Bảo Anh, đúng không? Sai, sai rồi anh. Là sao? Em là Bảo Anh. Em là Bảo Trân. Đây là Trân, anh. Dạ, đây là Trân, còn em là Bảo Anh. Em là Bảo Anh không phải Bảo Trân. Thôi, phải khó. Khi mà hai bạn nói chuyện cũng như là khi mà ra sân khấu á, tự nhiên Cường cảm nhận là hai bạn đã học múa qua rồi. Tại vì ngôn ngữ cơ thể của bạn rất tốt. Bây giờ có thể diễn tả một cái điệu múa hay là một cái gì đó để thể hiện cái sự dẻo của cơ thể cùng một lúc luôn. Múa đại gì ha? Thật ra không phải là điều đó, chỉ là một vài cái khu khu thôi ha. Mình thua. Rồi, sai không? Sai. Muốn sai không? Phải luôn đi. Rồi. À, một lần nữa chúc mừng hai bạn nha, Bảo Trân Bảo Anh. Rất đẹp, rất dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời miệt mờ vắt nghèo về đâu? Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lũng tàn chờ chiều ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen má em ứng hồng vì quá em ơi nhớ chẳng thuở ấy mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa gặp nhau dù không dám chào nhìn nhau mà lòng chẳng đến khi chiều ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành lời dù rằng đường đời ngăn cách tình ta phút giây ban đầu mãi không phai nhòa dù đường đời ngăn cách tình ta phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Lạ nha, xoái ca mà hát nhạc sến nha. Em ơi, hai em tên gì? À, em tên Thạch Sớt. Dạ, em tên Minh Thảo hả? Em tên là gì? Thạch Sớt. Thạch Sớt. Thạch Sớt. Họ Thạch, họ Thạch là người Khmer đúng không? Dạ. Đúng rồi. Rồi, em đến từ đâu? Dạ, hồi xưa ở Campuchia và Thái, giờ về chợ Vinh ở rồi.
Còn Thảo ở đâu? Thảo ơi. Dạ thưa, em cũng ở Trà Vinh ạ. Ở Trà Vinh luôn. Dạ. Quê Sớt là một làng Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh. Vì gia đình nghèo khó nên từ nhỏ Sớt được gửi vào chùa tu học. Lớn lên ra chùa, Sớt đã làm rất nhiều việc để sinh sống. Từ bốc vác đến làm thợ hồ, Sớt làm tất cả những việc có thể kiếm ra tiền để phụ giúp gia đình. Ba mẹ Sớt già yếu và bị bệnh nặng, nên Sớt hiểu rằng mình phải làm một trụ cột vững chắc cho gia đình. Tuy công việc nặng nhọc nhưng tối đến Sớt đi hát ở các đoàn lô tô, tụ điểm để kiếm thêm đồng tiền giúp cha mẹ mình. Mà ơn tiền đó trả lại bao nhiêu. Sớt cảm thấy rất hạnh phúc khi qua lời ca tiếng hát Sớt có thể mang đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc. Nhờ vậy âm nhạc và ca hát đã chìm vào tâm hồn của Sớt như một phần không thể thiếu được. Gia đình tôi nghèo khó nên lớn lên tôi rời quê hương lên Sài Gòn để mưu sinh và tìm cho mình một con đường thực hiện giấc mơ ca hát. Tối tôi xin vào các phòng trà để hát thỏa lòng với đam mê. Tuy cuộc sống có nhiều bộn bề khó khăn nhưng chỉ cần được hát, lòng tôi lại nhẹ nhàng hơn để tiếp tục đi trên con đường tình yêu âm nhạc. Vô tình biết nhau cách đây không lâu, nhưng chúng tôi nhận ra rằng cả hai đều có nhiều điểm chung. Có chung niềm đam mê, nghệ thuật. Và có lẽ cũng chính vì sự đồng cảm trong hoàn cảnh của cả hai, chúng tôi sẽ thật sự hòa hợp trên sân khấu tuyệt đỉnh song ca. Hạt Sớt, em chỉ hát được dòng nhạc này thôi phải không hay là... Dạ, nhạc Khmer. Hát đồ kẹt chơi anh. Thảo, Thảo, Thảo. Chơi luôn. Chơi một câu luôn. Thử luôn, thử luôn. Tôi đoàn tích hình cá má chú chóp nê trai đuông chân đá lôi à lầy. Nực mân plịch rõ ngay. Xóm đây xây bèm. Xóm đây bèm trò chẹn chật. Ta cụ bệnh nét na. Phía snạc nhóm miền rưu tê. Ta nơi tôm nê rưu tê. Cứ chia snạc nhóm thơ hơi. Trái prap bong phong. Bờ sẽ luôn ong niêng mắt á nắt. Đó chất cái nhóm tê. Ở xóm khâm hơi. Ok rồi. Hả đại. Yeah. Cảm ơn em. Em không biết là cái giọng Khmer này hát tiếng Khmer mà hát nhạc quê hương sao ta? Chị trời mới lạ. Trời khó vậy. Rồi dòng sao đi, dòng sao đi. Ly Ly, bà thấy hả? Cô gái này giống giống ai không Ly? À... Tôi là hơi ngợn ngợ đó nha. Ngợn ngợ thì nói đi, nói luôn đi. Dạ. Vợ em biết lối xe cách hát những bài tình ca viết riêng thân em. Vợ em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Thảo ơi, ôi Thảo ơi là Thảo. Wow. Wow. Không, nhìn thẳng như thế này thì nó không hoàn toàn như khi em để cái micro lên là phần này đã lên là y đạn luôn. Em ơi, hình như là tự nhiên hồi nãy thi một cái bài trữ tình thế này chuyển hẳn một khắc hẳn một cái chất giọng khác luôn. Cái kiểu khác khác nhau luôn. Vậy thì anh sẽ biến em thành y chang bản gốc luôn. Có khi nào mời bản gốc tới huấn luyện không ta? Chắc vậy. Không quá. Thật sự khi mà em hát nhạc trẻ thì đó mới là đất sống của em. Em hát nhạc trữ tình anh nghe hơi đơn giản. Còn bạn Thạch Sớt thì em có cái nét đặc trưng riêng khi mà hát dòng nhạc trữ tình. Em cũng có giọng nhưng mà em cần phải tập nhiều hơn nữa. Em bớt lạm dụng cái tiếng nấc của mình đi. Với lại là em cần luyến lái
nhiều hơn nữa để cho ra chất bolero, mà anh nghĩ rằng là anh Hưng sẽ làm được việc đó. Ok, tiếng vỗ tay nhỏ quá. Vậy thôi giờ hai người bấm để người giữa nói đi, lạ.
Trời ơi, đây là công việc chung nha, 4, 5, 6, 7 gì bà ơi. Bây giờ cầm ly là cầm ly, mình tét mình tét. Từ từ cái gì? Cho Tuyết hỏi hai bạn tên gì? Dạ em là Lê Cường. Dạ em là Mỹ Ngân ạ. Tại sao hai người chọn bài này? Dạ. Em thích bài này hả? Dạ. Hiểu chưa Tư? À, hiểu rồi, à, hiểu hiểu hiểu. Thật ra thì khi hai bạn cất tiếng hát lên, có những ký ức chợt ùa về với hình ảnh Đan Trường và Cẩm Ly trong đó. Những bản tình ca ballad ngọt ngào, nên Đan Trường quyết định là sẽ chọn hai bạn về đội của Đan Trường. Hy vọng là hai bạn sẽ chọn đội của Cẩm Ly và Đan Trường. Dạ, em cảm ơn anh chị. Anh mặc dù không bấm lại quay lại nhưng mà phải dùng lời khen ngợi đến hai em, nhất là Cường. Trong hai giọng thì giọng Cường chắc hơn, nhưng em gái đã bè vào những cái đoạn rất là cần thiết và nghe nó ngọt ngào và nó ấm áp lắm, làm cho cái giọng hát mà bay vút như vậy đó nó có cái chỗ dựa lại chút xíu nữa đó. Cảm giác anh nghe khi em song ca cái đoạn mà hai giọng cùng hòa với nhau đó, thì anh nghĩ là cái sự lựa chọn nào cũng là hợp lý, nhưng và bên này thì có nhiều cái để cho em khai thác em hơn. À, đó. Cảm ơn Thân nha. Tại có nhạc trữ tình, có tại vì nói như bên kia nó giận. Nô thì... có phản pháo không em? Em thì em nghĩ ngược lại, tại vì không chừng là Cường lại hát nhạc trẻ hợp hơn nhạc quê hương thì sao. Nhưng mà ngày hôm nay bài Xin Lỗi Anh không phải là một bài dễ hát, và nhất là hát làm sao để truyền đạt được cái tình cảm trong cái bài hát này. Hồi nãy Đan Trường nói đó là coi Cường và hai bạn diễn với nhau thì chợt những cái tình cảm ùa về giữa Đan Trường và Cẩm Ly, thì Tuyết nhìn thấy vậy thấy giống bằng Kiều Minh Tuyết hơn. Yeah. Đúng đúng. Wow, đúng. Dễ sợ. Giống hơn là mà là Đan Trường với Cẩm Ly đó. Giờ mới thấy sợ bà chị. Đó, cho nên bây giờ Trường ngoài bây giờ cũng ngon. Không phải giống thì giống, nhưng mà ngồi kế bên Tuyết là một cái mảng khác. Còn đây có đầy đủ luôn nè, Đan Trường, Cẩm Ly nè. Hay. Trường ơi, chị tốt quá cho chị nói trước. Xin thông báo với Trường là đối với tất cả những nam ca sĩ, cả kể Mr. Đàm Minh Tuyết cũng đã hát rồi nha. Đúng vậy. Không, nếu mà nói kinh nghiệm để Hưng nói, tại vì Hưng là người ngưỡng mộ Tuyết trước từ năm 94 phải không, là Tuyết thi Tuyết hát truyền hình. Trong nhiều thí sinh nữa không coi, thích, ủa cái cô này sao có luyến lấy hay quá vậy ta, thích cái cô này kinh khủng luôn. Thế là từ đó cho đi xa ngoài trống đồng xem hai chị em có hát, và chỉ thích cái cô này thôi. Ghét cái cô kia. Sau khi đi hát là chơi thân với thân với bà hơn, bà ơi. Đó. Nên là, nhưng mà mọi người, tới khi nào nghe Minh Tuyết hát nhạc trữ tình, mà Tuyết hát rất là đặc biệt và không giống ai hết, đó là cách luyến lấy riêng của Minh Tuyết. Đó là một cái sự nhìn nhận công tâm. Xin cảm ơn Hưng rất là nhiều. Tụi em có thể quyết định chia hai đứa ra hai đội cũng được, không sao. Đúng là ngồi chính giữa nói sao cũng được hết trơn ha. Dễ sợ. Cho Nu phép hỏi bạn nữ một cái là hình như bạn cũng thích chị Minh Tuyết lắm đúng không? À, dạ có. Nu thấy có một cái sự rất là hao giống. Không biết anh với chị có cảm thấy Cái giọng. Dạ, cái giọng mũi, cái giọng rất là, cái âm thanh rất là giống. Vì vậy cho nên là Nu rất là mong muốn rằng là khi mà bạn vào sâu bên trong, vào bất cứ với đội nào cũng vậy, bạn sẽ phải có cái riêng của bạn. Bạn sẽ phải tìm ra cái giọng hát, cái màu giọng riêng của mình, và sẽ cố gắng để cho nó phát huy hơn nữa. Có thể với cái bài hát này bạn chưa có khai phá hết cái giọng hát của mình, nhưng khi mà bạn về với đúng cái phiên bản của bạn thì chắc chắn bạn sẽ tìm được cái lối đi chính xác dành cho mình. Thôi bây giờ nè, xong hát giờ lấy quyền lựa chọn của hai em phải không? Anh sẽ làm được làm con... Đây là đội Pháp với đội Bồ Đào Nha đấy, là con voi. Anh làm con voi nha. Cái gì vậy hông? Anh đoán thôi à. Thôi, quyết định cuối cùng cũng là do hai bạn. Hai bạn suy nghĩ và quyết định là sẽ chọn về đội nào. Hai tụi em thì có thể hát được nhạc trẻ và nhạc trữ tình, là bây giờ cái sự lựa chọn tụi em nó cực kỳ rất là khó. Đúng rồi, bạn phải quyết định. Rồi, quyết định cho mình. Và sau đây thì em sẽ đưa ra cái sự quyết định của mình. Em sẽ chọn đội của... chị Minh Tuyết và anh Nô Phước Thịnh.
dài. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Và nơi đó những đêm trời mưa gió thấu trăng người tình nhỏ nuôi nấng cả cuộc đời mối tình thời dài. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Wow, tóc dài quá. Ôi trời. Hai bạn có thể giới thiệu mình được không? Ôi dạ. Trời. Wow. Ôi thiêu hoa hậu. Hình ảnh quá đẹp. Thiêu hoa hậu. Em xin kính chào toàn thể ban huấn luyện viên ạ. Em là Vũ Thành ạ. Dạ, em tên là Kim Thoa. Kim Thoa. Tụi em đến từ đâu? Em ở An Giang. Còn em ở Tây Ninh ạ. Hai bạn có công việc gì khác ngoài ca hát? Làm nghề gì hả? Dạ thì cũng đi làm thuê, thuê là gì làm nấy ạ. Thoa có đi hát nhiều không? Dạ em cũng có đi hát. Có dạ. Hơn phải không? Dạ. Tại vì nghe bài hát này thì các bạn nhiều lỡ nhỏ li ti trong đó rất là nhiều. Nhưng mà nói về chất giọng thì rõ ràng là Thoa rất là có chất giọng ở dòng nhạc này. Những cái luyến lấy, những cái hát rất là tốt. Chỉ có điều là cái trường hơi của mình nó chưa có được chắc. Tại vì thực sự ra mình hát nhạc trữ tình đó, tuy rằng kỹ thuật nó không có nhiều, nó cần cái độ mềm mại và cái sự luyến lấy của mình, cái trường hơi của mình nó phải chắc, cái cục hơi mình nó phải chắc. Thì khi mình luyến lấy nó không có bị gãy, hoặc nó không có bị hộp, tôi gọi là nó hộp hộp, hoặc nó bị gãy nửa đường, nó phải tròn đều như thế. Nếu Thoa có đam mê và yêu cái nghề này, Ly nghĩ là Thoa rèn luyện một thời gian nữa, Thoa có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tại vì giọng Thoa rất là hợp với dòng nhạc này. Và đã vậy thì Thoa còn có một vóc dáng cũng như là một gương mặt phải nói là rất là xinh đẹp và khả ái. Mái tóc dài, mặc cái áo dài và đeo cái kiềng, trông rất là đẹp, rất là duyên. Rất là hợp với dòng nhạc này đó. Đúng, rất là hợp. Và chất giọng Thoa có khả năng rất là nhiều. Nếu Thoa yêu mến và Thoa kể cố gắng luyện tập thêm. Còn với bạn trai, anh nghĩ vậy nè, có nghĩa là cưng đang thích, rất là mê cái dòng nhạc này, nhưng người hát nhạc trữ tình đó, nó rót vào tim người ta là biết cách nuang to, nhỏ và đúng chỗ. Em đang quăng hết cái hơi của em ra, em dùng lực rất là nhiều từ đầu đến cuối luôn. Sau đó là kèm theo những cái chinh phô, nó gần như là cách một nốt là phô một cái, chết một nốt một khô một cái, rất là nhiều. Đừng có nghĩ là ồ mình, tôi là đàn ông, tôi phải hát cho nó mạnh lên hay cho nghe, nghe cho nó dễ sợ. Không phải vậy. Hát nhạc trữ tình là đi vào tim người ta. Đúng thì rồi. Dùng có thể mềm một chút, mình pha một chút xíu, một phần của nữ tính ở trong cái chữ hát của mình đó, vào trong nhạc trữ tình thì nó sẽ ra cái sự mềm mại hơn. Là người ta bảo là rót mực vào tai đấy phải không? Dân em xin cảm ơn huấn luyện viên rất nhiều. Trong những lời chia sẻ của huấn luyện viên thì Thành với Thoa thích nhất là chia sẻ nào, lời khuyên nào? Thành được một điều trong cuộc thi này đó là những lời chia sẻ chân tình từ phía huấn luyện viên. Tại vì có những anh chị huấn luyện viên nói những lời như vậy thôi, nên mình vạch ra những cái gì mà còn yếu kém của Thành để cho Thành khắc phục. Đó là điều mà có thể là Thành góp nhặt được qua chương trình thi này. Và thật sự là khi mà huấn luyện viên nói này thì hai bạn có tâm phục khẩu phục không? Rất tâm phục. Riêng Thoa thì chị Cẩm Ly nói cũng rất là đúng, nó là giọng của Thoa rất là ngọt, rất là thích hợp với dòng nhạc này. Nhưng chỉ có điều là có những chỗ cái lỗi nhỏ thôi, theo cách điều tiết hơi thì chị góp ý như vậy. Em về cũng sẽ cố gắng tập luyện thêm. Thì coi như là cuộc thi này, thử thách này là một cái lần để mà mình nhìn lại mình ha. Và chúc các bạn sẽ có những cái bước đường khác nó may mắn hơn, thành công hơn. Cảm ơn rất nhiều. What's going on with them?
loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win it, 'cause I give you all of me. Give me all of me, and you give me all of you. Oh, and I give you all of me. Oh. Hai con ơi, hai con tên là gì? Dạ, con tên là Minh Quân. Dạ, còn con là Minh Trí. Có là bạn thân không? Có là bạn thân chơi chung dạ, lớp không? Cũng có. Dạ. Chính vì vậy cho nên cái sự hòa hợp ở đây nó đầy và đủ vô cùng. Màn song ca vừa rồi đã chạm tới trái tim của tất cả các khán giả ngồi đây, đúng không ạ? Dạ, hai con mấy tuổi vậy? Dạ, cả hai đều là 14 tuổi. Oh. 14 tuổi mà hát như vậy thì là 18 tuổi, chú Đàm Vĩnh Hưng coi chừng nhé. Cái này là cô nghĩ là chắc hai con có hát chung thường xuyên phải không? Dạ vâng, con với lại bạn Trí là cùng nhóm ban nhạc của trường. Tại vì cái sự hòa quyện của tụi con thấy rất là rõ. Chỉ có bị tí xíu khi mà xoay lại rồi, không biết có phải là thấy ba cặp đều chọn hay không, mà bắt đầu tới cái đoạn thấp đó, hết hồn á, nó lạng tí xíu. Lạng tí xíu lúc bè đó. Nhưng mà tụi con hát rất quyện và cái bè của tụi con hay dễ sợ luôn, nó ăn sam. Khi mà cái rèm chưa quay lại, chỉ thấy bóng của tụi con thôi. Nhưng mà khi tụi con hát là cảm thấy tụi con rất là máu. Và thấy cái hồn, cái chất nghệ sĩ đàng hoàng, không có một cái sự rung rẩy. Hát như là rất là thích. Hát thoải mái, tự tin. Tại vì chỉ nhìn qua cái bóng thôi, con cũng có thể cảm nhận được điều đó. Dạ, cảm ơn. Hai con hôm nay tới đây với ai? Rồi, tụi con cứ trả lời cho câu hỏi của anh Nô đi. Có bao giờ ba mẹ tụi con đã nhìn tụi con, xem tụi con biểu diễn bao giờ chưa? Dạ, có. Dạ, à, con, chắc là ba mẹ của con sẽ rất là tự hào khi mà thấy con của mình đứng trên sân khấu hát rất chững chạc và giọng hát rất hay như vậy. Chúc mừng các con. Rồi, bây giờ tới phiên chú Hương nói nè. Tụi chú sẽ không có nói gì về chuyên môn hết, mà sẽ làm liền cho tụi con xem, để con biết rằng là tụi con nên chọn cái nào hợp với tụi con nhất. Lên đây. Ok. Cho chú mượn micro nha. Cho chú mượn micro nha. Ok. Cháu xin cái la trưởng. Cái cách hát của tụi con á là giống y chang như vậy luôn nè, không khác tí nào. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay ai đưa em về, mắt em sao chiều long lanh. Đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đêm bữa lẻ loi. Đó, tùy tụi con chọn nha. Hai em đó đó, tập không có kỹ ha, không có đều gì hết. Em xuống đây ngồi giùm cái, không có ăn rau, chưa có khớp lắm. Không, nhưng mà chị Ly ơi, chị Ly biết không, là tự nhiên lúc mà anh Hưng với anh Vũ hát lên, em giống như bị thôi miên vậy đó. Anh Vũ chấm bè cực chuẩn, và hai người vừa phát lên cái câu đó giống như là đã có tập từ trước rất là nhiều. Có cái tập bài rồi này chứ. Là cái bài này chắc cũng đi diễn hát nhiều rất... dữ lắm à, rồi dạ. Mà. Nhưng mà hôm hai nay... con tập bài này bao lâu? Dạ chắc cũng cỡ 2-3 tháng vậy. À, chú hiểu được tâm lý của hai con là tại vì năm 13 tuổi là lần đầu tiên chú đi hát. Chú hiểu được tâm lý của hai con, cho nên nếu như mà con về đội của chú và chú Hưng thì tất cả những cái gì kinh nghiệm 15 năm đi hát của chú và 20 năm đi hát của chú Hưng sẽ hỗ trợ cho con, cho hai đứa. Ok. 15 năm và 20 em nhiêu năm nói luôn đi em. Em mới có 7 năm. Vậy hả? Mà em may mắn là đi được tới con đường như này. Chú có thể rất tự tin là về tiếng Anh. Là... I don't think so. Bên này cũng có luôn. I can. Chú sure? Xin lỗi nha. He said he doesn't think so, but Vũ ở Mỹ có 2 mấy năm à.
Mà nói nghe nè Vũ, không có phải là hai con hát tiếng Anh rồi hai con sẽ thi nguyên chương trình này hát tiếng Anh và mai này xong đi hát tiếng Anh hết không? Thế con hát dân ca được không? Bây giờ không có nhất thiết là phải hát dân ca. Ủa, nói nghe nè, nói nghe nè, tôi có hát nhạc nhạc gì nữa ta? Chị Ly đã trội vậy rồi. À, cho chú hỏi là tụi con thích nhạc Việt Nam hay là nhạc nước ngoài? Cả nước ngoài. Dạ, cả hai. Cả hai. Đó là dấu hiệu người ta yêu cầu các em im đi. Cái gì vậy? Chị cứ đứng vậy em đợi. Cái gì vậy? Các con có thích nhạc Nưu Phước Thịnh? Dạ, dạ con. Thôi bây giờ hai con có hát bài nào của Nưu Phước Thịnh được không? Không. Dạ, không sao, không, chúng ta sẽ hát khi vào vòng trong. Chú Nưu với cô Tuyết thì chắc là về phần vũ đạo đồ này kia thì chắc sẽ hỗ trợ hai con hết đứng mình được nè, hơn. Đứng dậy nè, đứng dậy nè. Được không? Được không? Và cô Tuyết thì cũng sống ở Mỹ, cô Tuyết cũng có thể giúp các con có thể hát tiếng Anh được rất là chuẩn. Ba cặp huấn luyện viên ở đây thì cô Ly và chú Trường được mệnh danh là song ca tuyệt đỉnh đó. đúng rồi, chính xác. Là và ai nói, chú ai Trường nói? Và cô Ly đã đi hát 20 năm rồi. Chú Trường bật mí rằng là chú Trường biết tới âm nhạc là những bài hát nước ngoài. Theo chú biết là tụi con là thích nhạc nước ngoài, tại vì tụi con hát nhạc nước ngoài rất là nhuần nhuyễn và tụi con có những cái feel rất là cá tính, nên chú thích hai tụi con. Chú muốn là mời hai tụi con về đội của cô Ly và chú Trường để làm cho hai tụi con hoàn hảo hơn. Anh cũng rất là hoan nghênh các em về đội của anh, vì anh cảm thấy mình là người đồng chất nhất, gần gũi nhất với các em. Vì vậy cho nên rằng anh không có gì khác ngoài, anh không có gì khác ngoài cái tuổi trẻ, cái sức trẻ của anh. Trời ơi. Để anh cống hiến cho em. Hai tụi con ơi, hai tụi con biết cô Ly đã từng huấn luyện cho các bạn nhỏ không? Và đã có người trở thành quán quân rồi, nên cô Ly rất là... Năm nay anh Nu cũng làm huấn luyện cho các bạn nhỏ. Chết rồi, mệt quá. Cô Ly bây giờ kết lại một điều. Cô nghĩ là khi tụi con đến đây rồi thì tụi con đã có một cái quyết định cho riêng mình rồi. Cho nên bây giờ dù cho các con có về đội nào, các cô chú cũng hoan nghênh và sẽ chỉ bảo cho các con. Hiểu không? Chứ bây giờ các cô chú bây giờ làm, các con làm các cô chú bây giờ cứ xào xáo quá. Nhưng các con phải nhớ. Con quyết định đi. Chị Ly cho em xin lỗi em một câu nữa thôi. Các con phải nhớ. Trời ơi, nó xin con hoài hơn. Bất cứ ba cặp đều có thể huấn luyện các con được, nhưng cặp nào huấn luyện tốt nhất thôi. Ủa, các bạn người dở đó nha. Đúng rồi. Con đi diễn chung với chú dắt con đi diễn chung đúng. Rồi chú hát với con luôn, được đúng, không? Em á hả? Dạ. Nghe nè, bây giờ mình ngưng lại, mình đừng có cướp diễn đàn nữa, để cho hai cháu nó nói đi. Nãy giờ tao hỏi nói xong chưa, nói xong rồi thôi đi. Xin con hoàng nè. Đưa lên. Chú. Một lời cuối thôi. Chú không hứa là sẽ biến con thành một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà hứa là chắc chắn sẽ kiểm soát việc học hành của tụi con. Chú với chú Vũ trực tiếp chỉ luôn cách hát như nào, làm bè ra sao và chia hơi nào trực tiếp. Hiểu rồi, chú Hân, chú Hân xuống đây ngồi đi cho em nó thư thái để nó chọn đi nha. Cũng có thể bọc ngựa lắm đó, bà Ly à. Rất lắm hai con. Mấy cái cố này nó chọn người khác cũng vậy à. Chọn đi. Làm quá, chọn về với giám đốc âm nhạc cho rồi. Chuẩn bị tinh thần này nha, thì đừng bật. Ok. Yeah, rồi tụi con cũng đã có quyết định là chú Đàm. Trời ơi, quyết định sáng suốt nhất. Yeah. Cảm ơn. Thank you. Đầu tiên chú chúc mừng hai con. Yeah. Hai đứa đã vô được tới vòng trong, mà đặc biệt hơn nữa là cả ba cặp huấn luyện viên đều chọn hai đứa hết. Hai đứa cảm thấy hài lòng không? Có. Bí quyết nào để hai đứa có sự kết hợp hoàn hảo như vậy? Dạ, con nghĩ là chắc là chơi thân thôi ạ. Chơi thân hả? Dạ. Nên hiểu ý nhau. Nhưng mà có nhiều khi là có một cái cuộc tranh luận nào diễn ra mà hai bạn không có chung ý kiến thì người nào sẽ là người quyết định ý kiến cuối cùng? Dạ, là có. Nếu mà cả hai mà bất đồng một cái quan điểm đó thì quyết định cuối cùng là tù xì với nhau. Tù xì hả? Tù xì hả? Cái cuộc thi mà song ca này nó vô cùng khó, tại vì lúc đó tự nhiên cá tính âm nhạc cũng như là những cái tính cách riêng của mình nó phải nhường lại cho cái sự hòa hợp, đúng không? Và chúc các con
vô vòng sau nữa sẽ tỏa sáng hơn, hát hay hơn nữa và kết đôi nhau hoàn hảo hơn. Cảm ơn. 1, 2, 3 yeah nha. 1, 2, 3 yeah. Xin chào các anh các chị. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Uyên và em đến từ thành phố Huế. Và đây là bạn diễn của em, anh Hoàng Nhật Minh đến từ thành phố Đà Nẵng ạ. Wow, hai người miền Trung luôn. Đến từ thành phố Huế, ở bên đây thành phố Huế đó. Thôi bây giờ mình chuyển liền đi nha. Tại bây giờ tới ba đội chọn lần. Thật ra hai bên này bắt trước mình. À, mình là trước hết xin nói là Hưng với Vũ là hai anh em đã chọn đầu tiên. Đã là những người miền Trung với nhau thì mình muốn nói là mình đang cũng chung đó nha. Hai bà xà lắc à, bà ơi. Xà lắc. Ai nói vậy, ta Bình Định Quy Nhơn chứ bộ. Ủa không xa hả? Đà Nẵng là Huế gần hơn tôi. Đây là Quảng Nam Đà Nẵng nè, Quảng Nam Đà Nẵng. Thì Quảng Nam Đà Nẵng với Huế rất là gần nhau. Và Vũ rất là thích giọng của hai bạn và Vũ nghĩ hai bạn có cái độ hòa quyện cực kỳ tốt để mà song ca. Lúc đầu Hưng nghĩ vậy nè, cái chất giọng của Uyên á nó mang một chút xíu xè xè rất giống Minh Tuyết. Hương nghĩ Minh Tuyết sẽ rất là thích cảm tình với cái đội đợi này. Lâu quá. Em đó. Nghe chưa giống chị đó. Còn Minh, thế các bạn này là hơi khó nhận ra Hoàng Nhật Minh chứ Hương thì đã quen thuộc Hoàng Nhật Minh. Thứ nhất là một người em trong nghề, rồi thứ hai cũng là thí sinh cũ của một chương trình Hương đã từng ngồi làm giám khảo. Ngày hôm nay thật sự là giọng hát của Minh hoàn toàn khác biệt, không có mang một cái màu sắc của ai cả.
rất cao, rất đẹp và rất là Hoàng Nhật Minh. Yes. Chị Tuyết ơi. Yeah. Chị Tuyết ơi, tới phiên mình thì chị Tuyết ơi. Em cưa trước đi. Thôi em cưa không đổ đâu. Thật sự là ngay từ đầu Tuyết nghe đó là Tuyết thích rồi. Nhất là thích giọng của Minh. Giọng của Minh nghe nó rất có hồn. Hát mấy câu đầu vô là chạm đến trái tim của chị liền. Ngay lập tức. Và nói liền với Thịnh liền. Em ơi, chị chọn cặp này đó. Với lại nhìn ở trong cái bóng tối thấy đẹp đôi quá. Sau đó thì là Uyên hát lên. Và hai người hát rất là hòa quyện và có hồn với nhau. Và đặc biệt là Hưng nói là giọng Uyên có xè xè giống giọng chị Minh Tuyết nữa. Cho nên chị và Nu rất là mong muốn là Minh và Uyên về đội của chị. Để làm gì để cho nó xè hơn ạ? Bởi vì chị... Thôi cũng nghĩ xè vậy là đủ rồi. Chị hát với rất nhiều nam ca sĩ, song ca với rất nhiều nam ca sĩ. Và cái điều mà người ta cảm thấy thích ở chị là với chị cái thấp. Người ca sĩ đó, đó là... Chị thấp hơn thì người ta đứng thấy cao. Câu điểm của chị đó. Nô nghĩ rằng là nếu mà đã có một cái chất giọng hơi xè xè vậy rồi thì về với chuyên trị xè thì sẽ chuyên nghiệp hơn, sẽ chỉnh sửa trời, nhiều hơn, đúng không chị? Anh là cưng rèn luôn. Xè với rè nó là hai cái xè tạp đồ khác nhau. Rè, nó khác nha cưng. Anh có hai cái luôn. Cần thì anh xè. Em à, rè nó dễ dẫn tới tắc lắm đó em. Ồ, để coi. Thấy quyết liệt quá, chắc bên em có cửa. hôm nay chị Cẩm Ly cũng hơi xè xè. Không, bên rè, bên xè chắc chị em có cửa rồi quá. Chị bên khàn. Phải khen rằng ấn tượng giọng của Minh. Minh hát cái giọng nam cao á, rất là chắc. Giọng giả rất là chắc. Còn nói về Uyên thì Ly không nói xè rè gì nữa chứ. Nói là một chất giọng rất là tình, hát nhạc tình rất là ra. Bây giờ nhá, anh Hưng có cho được em nói câu cuối không anh Hưng? Ô em ơi, đừng nói câu cuối nghe ghê lắm. Dạ. Cho em xin nói thêm một câu nữa. Nó mới nữa. Nói tụi tắt đó. Thôi nói tắt giọng thôi anh, tắt giọng thôi. Nghĩ sao nghe giọng ta đây kiếm tiền rồi kêu cái tắt. Em cứ nói đi, anh Hưng nhìn vậy chứ anh hiền lắm. Dạ, nãy chị Tuyết có nói là anh Hưng sao để chị xử, cho nên là giờ cho phép Nu được góp ý. Đó là bạn hãy để ý đi, chị Minh Tuyết là người thường xuyên hát với những giọng nam cao, tenor bay, vì vậy cho nên rằng bạn cũng vừa mới hát với bạn Minh, giọng của bạn ấy cũng rất cao, quảng cao đúng không chị? Vì vậy cho nên rằng là về với đội của Nu Phước Thịnh và chị Minh Tuyết thì chắc chắn các bạn sẽ được nhiều hơn những cái kinh nghiệm mà các bạn đang có. Ủa hồi nãy em mới nói nó trẻ hơn mình mà sao bây giờ kêu nhiều kinh nghiệm hơn là sao? Thôi đừng có làm. Đúng rồi. Chị Minh Tuyết có kinh nghiệm. Chị Minh Tuyết có kinh nghiệm. Hai giọng hát đã hay rồi. Chỉ cần biết chiêu hát chỗ nào cho hai bên hòa quyện, hai tâm hồn trộn lẫn nhau. Em chỉ cần cái đó thôi. Tại vì giọng của tụi em đã hay rồi. Hay quá chị. Thôi, Vũ nghĩ em là hai bạn. Cái đó thôi. Vũ nghĩ hai bạn đã có câu trả lời rồi. Rồi, thôi để nói nghe. Mấy cái đó chỉ có mình chị Tuyết có, không ai có đâu em. Anh đi hát 20 năm không có đâu. Không phải. Lý. Nhưng thôi, bây giờ để đừng có làm bấn loạn. Giờ em thực sự ra là trong lòng em bối rối đã chọn hai bạn người chọn rồi. Đi. Đừng có làm cho em nó náo loạn nữa. Cái ưu tiên của em sướng bây giờ là được chọn huấn luyện viên đó. Chà, các bạn quen. Quen với Đàm Vĩnh Hưng trước, nghi quá. Nghi. Thôi đừng có đâm chọt nha. Ở đây không có chơi quen biết nha. Trước tiên thì Hoàng Nhật Minh cũng như là Minh Nguyên, chúng em rất là cảm ơn tất cả 6 vị huấn luyện viên đã dành tình cảm và chọn chúng em. Thật sự là em và Minh Nguyên cực kỳ là ngưỡng mộ anh Đàm Vĩnh Hưng, giống như một cái hình mẫu trong nghề nghiệp của mình để mình học tập, và chúng em sẽ chọn anh Hưng và ôi trời ơi. Chúc mừng anh, chúc mừng hai anh. Cảm ơn bạn. Xa nhau vì
anh biết nước mắt đã hết khi người mỉm cười. Vào tình yêu anh đã cố gắng thật sự, ơi em mà baby girl. Mình hãy cứ sống thế đi, em cứ mãi ước mơ, em cứ luôn mong chờ yêu tuyệt vời nhé em. Và anh sẽ mãi bước đi, sẽ cố gắng mỉm cười, cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu. Chào em. Giới thiệu tên mình đi. Dạ em tên là Lý Minh Tâm. Còn em tên là Phạm Hoàng Lâm ạ. Áo xanh Lâm là Tâm. Rồi ở đây có ai tên Như không? Kêu lên coi. Lâm Tâm Như lên đi Như. Như Nu. Vậy nè để nói cho nghe. Lâm ơi. Dạ. Cái giọng của em nó rất là hay, rất là chắc. Chắc lắm luôn á. Nên là mới giao cho em cái phần bè để em có nắm được coi như là gần như hỗ trợ để bài hát này nó đi đến thành công. Cuối cùng em có đã dìu bạn em vô bờ được rồi. Đó. Thật sự là Tâm ơi, cái nhiệt huyết lúc mà biểu diễn thì nhìn rất là dễ sợ luôn. Trời ơi mình cũng ồ, cái này ngon rồi nha. Cuối cùng là chơi cưng nhảy, cưng như chơi nước vậy đó. Nhảy sóng vậy nè. Cái cao độ này hồi xưa ai đi hát cũng bị gì hết trơn cưng. Rồi anh vậy nữa, thấy khán giả mà vỗ tay mà nhạc sung quá là hát quên trời may lắm, hát tông khác luôn à. Đó. Tiếc cho Lâm. Nhưng mà Tâm phải bỏ thời gian ra tập thêm nhiều nữa. Anh thấy cái cách em nhảy, em biểu diễn, anh thấy có hình ảnh của Nu nó nhiều lắm luôn á. Em có phải là fan của Nu không? Dạ vâng. Em nên cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng vì đã cho em rất là nhiều những lời khuyên như vậy. Và anh muốn nói một điều là anh rất tự hào về em. Ủa Nu biết trước hả Nu? Quen, dạ. Có quen, em có quen. Fan của Nu. Đã fan của em là dạ. Hả? Sinh hoạt từ lúc còn bé thế này. Dạ. À, lớn lên dạ, thế này. Lớp 6 rồi. Lớp 6 mà hôm nay là 7 năm rồi, chú đi hát 7 em năm. Vừa thi đại học xong. Vậy là em học lớp 13. Vừa thi đại học xong. Dạ. Sau khi đó thì sau khi mà mình trao dồi văn hóa xong thì bây giờ mình có thêm nhiều thời gian để mình trao dồi cho ước mơ của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ có thể cho được nắm tay. Nắm tay là chuyện nhỏ, nắm tay là chuyện nhỏ. Story small, ôm luôn. Ê, chọc. Làm hết hồn mày. Cố gắng lên. Hello, hello, baby, you got, can hear a thing. I've gone no service in the club, you say. Whoa, whoa, what do you say? Are you freaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Just a second, it's my favorite song we're gonna play. And I cannot take you with a drink in my hand. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head, my arm, the dance floor. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head, my arm, the dance floor.
the way you're blowing up my phone won't make me live no faster. Put my coat on faster, lift my gun no faster. I should've left my phone at home, cause this is a disaster. Call me like a collector, sorry I cannot answer. Not that I don't like you, I'm just out of body. And I come sick and tired of my phone of ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no call, cause I'll be dancing. Cause I'll be dancing, cause I'll be dancing. Tonight I'm not taking no call, cause I'll be dancing. Stop calling, stop calling, I don't wanna talk anymore. Em gái không cần giới thiệu tên, anh nhìn ra em rồi. Em trai mới là lạ nè. Em tên gì? Dạ em tên là Trần Phú Hiển ạ. Hiện tại em đang là sinh viên Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Bé Khánh Linh, anh không thể nào quên được em vì đã từng giành giật rất là nhiều để có được em. Mà em vẫn không chọn anh, thế thì ngày mai anh trả thù, anh cũng không chọn em luôn. Thật ra như vậy, chắc mọi người không khó để nhận ra cô bé này. Một cô bé có rất là nhiều những cái điều đặc biệt trong cuộc sống. Phải trốn ở trong tủ để hát. Và giọng hát rất đặc biệt ngày hôm nay. Em cởi mở hơn và em hát thoát hơn rất là nhiều. Nhất là Hiển. Ôi, em hát, anh không nghĩ là người Việt Nam hát. Dương Chi Vũ, anh là người sống ở nước ngoài nhiều. Nói rằng, ôi, mẹ này hay quá hơn ơi. Đó. Mà cứ ngồi khen một tiếc hoài luôn. Giọng rất chắc. Chắc lắm. Dịp. Nốt tất cả đều hoàn hảo. Tất cả đều hoàn hảo nhưng cái cần không gạt xuống. Đúng, vì là sao? Hưng đang muốn đòi hỏi một cái gì đó thiệt là dễ sợ hơn nữa. Mà đôi cái khi mình không phải tới lúc mà mình tỉnh lại người lại thì nó trôi qua cơ hội mất tiêu rồi. Thảm mà. Nhưng mà anh lại thấy là anh thấy là anh Hưng rất là thương các bạn. Anh Hưng rất là trân trọng cái nỗ lực của các bạn khi mà anh Hưng chạy qua hai bên. Anh Hưng cố gắng thuyết phục mọi người. Phù hợp với cái sức trẻ của Nu nè. Và cái giọng nhạc mà sexy của Minh Tuyết theo đuổi. Và hát tiếng Anh cũng rất tốt nữa đúng không? Dạ. Yeah. Chính vì vậy cho nên anh Hưng anh đang tìm một cái điều gì đó. Nhưng mà anh đang cố gắng thuyết phục mọi người để không bỏ lỡ qua những cái tài năng như thế này. Thật sự là chị với lại Thịnh rất là muốn gạt xuống rồi đó. Để bắt đầu Thảo Mai 2 là tập 2. Không, muốn lắm. Anh công nhận anh làm chứng chuyện đó. Phải không quý vị? Đúng không? Phải là tiếng rất là muốn gạt không? Nhưng mà tại vì cái sự cân nhắc của chị dữ dội lắm. Nhưng rất là khen hai tụi em cái bài hát này. Và khi chị thấy chị Cẩm Ly bấm một cái chị mừng dễ sợ giống như chị được chọn vậy đó. Thiệt sự, em đã hát một cái bài hát rất là hay và rất thành công. Em xin chào ba cặp huấn luyện viên ạ. Thực ra em muốn chia sẻ một điều là khi đến với cuộc thi này thì cũng gặp rất nhiều trắc trở ạ. Khi mà còn cách ngày thi 2 ngày thôi thì bạn diễn của em lại có một số lý do nên là bạn ấy bỏ thi. Thế là một mình ở ngoài Hà Nội vào thì rất là khó khăn trong việc tìm một người thay thế bạn đấy. Nhưng mà cũng rất may mắn là đã gặp được Hiển và bọn em chỉ có một ngày tập luyện với nhau. Wow. Cho một tràng pháo tay thật lớn được không các bạn? Cảm ơn ạ. Phải nói là khi nghe hai bạn hát thì anh cảm thấy giống như là hai bạn đã từng đi hát với nhau rất là lâu rồi. Thực sự là cái sự đối đáp, rồi hát bè, hát phối, hát chung với nhau rất là nhuần nhuyễn. Bạn Nam phải nói là giọng rất là sáng, có lực, khỏe. Hai em phải nói biểu diễn rất là bản lĩnh. Bạn nữ thì bạn biểu diễn rất là tự tin. Phải nói rằng là anh muốn là mọi người ở đây đều thấy tụi em hát nhạc anh rất là hay. Và anh muốn rằng là tụi em về đội của anh để tụi em hát dân dòng ca. Nhạc nào cũng hay hết. Đó là điều anh hy vọng. Hát dân ca, hát truyền thống. Là số 1, anh bảo là số 1. Mọi người quên Đan Trường và Cẩm Ly
xuất thân từ dòng nhạc gì mà biết đúng rồi mà nói cho vui thôi mà cái gì mà khổ quá. Chị nghe hai em hát coi như là ba anh chị cũng là bấn loạn, mà tại vì đúng là mình phải có sự chọn lựa. Khi em xoay lại, nếu mà thí dụ cả ba người chọn, chị chưa chắc tụi em sẽ về chị đâu. Cho nên chị biết như vậy, cho nên là chị cứ chần chừ. Rốt cuộc rồi là người nào cũng thấy bên đây cứ dày dày, cho nên là chị quyết định kéo cái cần này xuống. Bởi vì hai đứa em chị nghĩ là không phải là ráp nhau một ngày nữa. Tụi em hát rất là hòa quyện, ăn sam với nhau rất là hay. Một điều mà chị thấy rõ nhất là cái tinh thần của bài hát tụi em đã làm ra. Tại vì cái bài hát này là cái tiết tấu nó như vậy, tụi em hát có cái độ nảy rõ ràng luôn. Tại là thấy cái bài nó rất là hay và nó sôi động, đúng tinh thần của bài hát. Qua một thời gian quá dài, cái định hình bằng giọng nhạc nhẹ nhàng dễ thương, hình ảnh hiền lành, nội trợ, đoan trang phúc hậu này kia đó, tự nhiên thấy mình nhảy trộn, thấy chứng rõ là cái tình yêu của chị Ly dành cho tụi em rất là lớn. Thôi bây giờ không nói gì nữa, chúc mừng hai em. Mừng các bạn rất nhiều. Cảm nhận của các bạn bây giờ là như thế nào? Cảm xúc của các bạn ra sao? Cảm xúc của em là rất là vui vì có một cặp huấn luyện viên là chị Cẩm Ly và anh Đan Trường đã chọn đội bọn em. Nhưng mà cũng hơi tiếc nuối một chút là vì thời gian tập của hai đứa thì không được dài. Nên là có thể là một phần trình diễn nó cũng không được hoàn hảo cho lắm. Cái người mà mắc lỗi hay là em là xem một chút nữa thôi là hai đứa đã không còn cơ hội để đi tiếp được nữa rồi. Em theo cái suy nghĩ của em là xem chút nữa là em đã có thể là đã làm mất cái cơ hội đi tiếp của Linh. Trong khi Linh là một người rất có khả năng và cũng là một điều may mắn mà chị anh Đan Trường và chị Cẩm Ly đã gạt cái cần nó xuống để mà cho Linh cũng như là cho em một cái cơ hội để sửa sai và cho Linh cái cơ hội để đi tiếp. Chắc chắn là cũng hứa với Linh là lần sau mà sẽ không bao giờ run một cái lời nữa. Rồi coi như là lời hứa và mong rằng là vào tiếp tục những cái vòng sau thì bình tĩnh hơn. Phú Hiển phải nhớ cái lời hứa đó của mình và bên cạnh đó thì Linh sẽ tỏa sáng hơn nữa. Dạ vâng. Rồi cảm ơn hai em.